Xin chào các bác, chào các bác đã đến với video tiếp theo trên kênh của em nhé. Nay em và anh Quyến lại lên đường lên trên Ngọc Sơn Ngược Lâu các bác để đi tìm ông Hòa Vé. Hiện tại là anh em lúc anh em mới lên thì dưới đường thì nhòm lên trên những cái lưng chừng núi các bác ạ, thì phát hiện ra chỗ này là có 4 tổ này. Anh em đang cắt đằng sau của em đấy nhé các bác nhé. Mời các bác cùng sang để xem cái tổ ong nó làm và dính vào vách đá nhé. Anh em đã chung là anh em đã bóc ra các bác ạ và treo lại tầng rồi. Chắc là bây giờ Quân nó cũng bao vào tổ gần hết rồi. Anh Quyến lên trước thì bắt được một tổ rồi. Tổ này cũng làm vào vào cái hòn đá các bác nhé. Đây. Anh em phải nói chung là tỉa bớt đi, tỉa ra ấy, xong xuyên lại các bác ấy, treo lại xong rồi Quân mẹ nó vào hết thì túm thôi. Tổ này khá là to rồi các bác này, tầm một cân nhộng là không chạy đi đâu rồi nhé. Cái tổ thứ hai ngay trong đây thôi các bác ạ. Cái chỗ này còn đang treo các bác nhé, em sẽ lên gần quay cho các bác cùng xem. Tổ này cũng làm vào vách đá các bác ạ. Đây các bác nhé, tổ này thì nó làm vào vách đá này, phải tầm hơn cân nhộng rồi các bác ạ. Đây chỗ này, nhưng mà con mẹ nó bây giờ nhiều quá, em không sang gần được cho các bác cùng xem được nhiều gió nhá. Tí nữa em anh Quyền sẽ sang túm thì em sẽ quay cho các bác ở trong túi lưới thôi, rồi em sẽ xuống dưới kia cắt. Đây này các bác này, tổ này cũng bằng cái bát tô nhựa rồi các bác nhé. Rồi em sẽ tiến hành là tỉa tót hết cái cành xung quanh tổ đi và lấy ra để treo lên, xong rồi để một lúc Quân nó sẽ bao vào thì túm túi lưới thôi các bác nhé. Tổ này nó làm ngay gốc cây giấy này, ở bên dưới gốc cây, ở bên dưới gốc cây lát các bác ạ. Rồi nó ở bên dưới cả gốc cây giấy này. Tổ này này ngày xưa làm ở trên cành cây các bác nhé, xong rồi không biết bị cây nó gãy cành ấy, thì nó rơi xong rồi. Nó làm cũng không trên cao lắm đâu, là trâu bò đi qua ấy các bác ạ, hay là phải cái cây nó mục ấy, nó gãy xuống ấy. Làm bám cả đất rồi các bác ạ. Đây các bác nhé, đã ra nhé. Tổ này còn khá là nhẹ, chưa nặng, chưa chắc là không mẩy mấy nữa các bác. Kiểu như vừa đẻ Quân xong ấy. Giờ em sẽ treo lại đó. Đây các bác, em đã treo xong đây, em treo đúng vào cành cây giấy luôn nhé. Mượn cành cây giấy làm cây luôn. Giờ em sẽ lên cắt cái tổ anh Quyến gọi lên thì thấy làm vào vách đá ấy các bác nhé. Để tổ này con mẹ nó bao vào xuống là vừa các bác ạ. Khá là yên ổn rồi các bác nhé. Em sẽ xuống em chùm này. Thế là ok các bác nhé. Còn chờ vài tầm chục Quân lại cho nó xây tổ tiếp nhé.
Đây các bác, anh em vừa túm xong 3 tổ rồi nhé. Vì anh quyến 2 tổ rồi thì anh em sẽ lại xuống dọc đường đi nhòm thôi các bác ạ. Mình dừng xe ở chỗ bãi đá sóng lở này các bác nhé, thì phát hiện ra hai cái tổ không thôi. Anh quyến đang lên trên bên kia để tìm rồi. Em vừa nãy nhòm thấy một tổ trên này các bác ạ, không biết có to không? Bây giờ các bác cùng em lên nhé. À, cái tổ tiếp theo đây các bác nhé. Đây, này trên đầu anh Quyến đấy, thì mình không có mặc bảo hộ đâu các bác ạ, nó ra rồi. Cái tổ này là cách mà mặt đất khoảng 5-6 mét các bác nhé. Anh em để một bảo hộ, bộ bảo hộ ở dưới kia nên không có mang lên các bác ạ. Đây, ông anh đã cho cái tổ xuống đến đất rồi các bác ạ. Đang tỉa toan những cái cành xung quanh đây các bác nhé. Quần nó không bao xuống dưới tí nào nhỉ. Đây, bây giờ anh em sẽ treo ở dưới thấp này thôi các bác nhé. Tí nó quần nó tự xuống nhé. Đấy, ở dưới chân anh này. Cái cây đây, cây chỗ tay đây. Cái dây ấy. Ngay chỗ cái cây tay anh kìa. Không phải đâu, cái cây nhỏ nhỏ ấy. Cây ở cái khuỷu tay của anh đây. Đấy, cây đấy. Đây các bạn, anh em treo lên rồi nhá. Có con mẹ nó bay xuống thôi. Chờ tầm 15-20 phút các bạn. Cái tổ cao cao này phải chờ tầm 20 phút nó xuống. Xong rồi túm thôi. Đây các bạn, em vừa túm xong cái tổ đây. Giờ em sẽ đi tìm một cái tổ khác đây nhé các bạn nhé. Đây các bạn, em vừa mới cắt xong tiếp một cái tổ tiếp theo đây. Đây, em treo xong rồi nhé. Chờ quân nó vào ổn định thì túm thôi. Nắng nóng quá rồi các bạn ạ. Hơn 12 giờ rồi. Bắt nốt tổ này thì về thôi các bác ạ. Em vừa về đến nhà đây các bác ạ. Thì được hôm nay được hai anh em được 6 tổ. Thì anh Quyến mang về 3 tổ treo nhà nhé. Nhà anh ấy nhé. Còn em treo 3 tổ nhà em nhé. Bây giờ thì em mặc bảo hộ và lên treo thôi các bác ạ. Đây các bác nhá. Em vừa treo xong rồi đây. Bây giờ tối em mới lợp các bác nhé. Hay là mai, mai em mặc quần áo em lợp thôi. Chứ giờ này nóng quá rồi các bác ạ. Thôi, video em đến đây là kết thúc các bác nhé. Các bác xem video hãy đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Rồi, thả quân nó về, nó bay ra xong rồi nó lại bay vào mà các bác nhé. Không mất quân nữa đâu.